Xin chào các bạn nha. Mình mới cắt tóc mà các bạn theo mình, các bạn thấy mình để kiểu tóc này có đẹp không? Hay là mình có khả năng mình sẽ cắt đầu đinh nó đẹp vậy? Cắt đầu đinh được. Thì hôm nay là một cái video mình muốn chia sẻ giúp đỡ cho các bạn, đó là làm sao để cho nhanh chóng đánh được điệu ballad nhất, làm sao để các bạn nhanh chóng tập điệu ballad nhất. Thì ở đây thật ra đấy, thì muốn giỏi thì phải học đấy. Muốn thành tài thì phải tập luyện. Thì muốn nhanh đánh được đàn nhất thì các bạn phải tập luyện rất nhiều bài hát, tập luyện rất nhiều các hợp khác nhau để các bạn có thể nhanh chóng có thể đánh được một cái điệu. Nhưng mà tất nhiên là chăm chỉ rồi, nhưng mà cách làm sai thì chăm chỉ đến mấy cũng không được, đúng không? Nên là chúng ta phải có cách làm đúng đã, ta phải học được kiến thức chuẩn đã, thì chúng ta mới kết hợp với cái sự chăm chỉ chúng ta thì nó mới mau thành tài được. Thì học cái gì nó cũng phải có từ thấp đến cao, bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, từ dưới lên trên, từ cao đến thấp, từ dễ đến khó, đúng không? Thì muốn đánh được điệu ballad ngay thì các bạn không thể ôm đàn mà quạt lên xuống này mà nó thành ballad ngay được. Thì đó là một quá trình rất là tập luyện. Thì mình sẽ chia sẻ các bạn từng bước một nhá, từng bước một. Ok, các bạn sẽ học các bạn từng bước một. Thì cái bước đầu tiên nó sẽ học nha, bước đầu tiên này. Các bạn sẽ học cho mình một cái hợp âm nào đó. Ví dụ như đây mình đang bấm mi thứ như này. Thì mình sẽ giữ chặt mi thứ này và các bạn sẽ luyện cái tay phải. Để đánh được một điệu thì cái tay phải luyện nhiều nhất. Đấy. Thì các bạn sẽ đánh là 1 2 3 4 1 2 3 4. Thì các bạn phải đánh được như mình đánh thì sao bạn sẽ tập bài tập thứ hai. Bước 1 các bạn phải tập được cái điệu 1 2 3 4 1 2 3 4. Đây là bước 1 nhá. Để đánh được đàn bạn phải tập cho mình cái bước 1 này. Rồi bước thứ hai, các bạn sẽ tập cho mình đó là 1 2 3 4. Khác cái điệu số 1 nhé. Điệu số 1 sẽ là 1 2 3 4, tức là 2 3 4 các bạn đánh 3 dưới. Nhưng mà cái điệu thứ hai sẽ là nhịp số 3, phách số 3 các bạn đánh 3 dây trên. Rồi phách số 4 là đánh 3 dưới, nó sẽ khác này. 1 2 3 bùm chát bùm chát, ok nào, bùm chát chát chát. Điệu số 2 là bùm chát, ok nhá. Đây là hai điệu rồi. Đây là cái hai bài đầu tiên các bạn phải tập được đã. Rồi tiếp theo là bài thứ ba, bạn sẽ tập hất lên. Bạn đánh xuống nhiều là hợp hất lên. Hất lên sẽ đánh là xuống lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống nhá. Bốn phách lên xuống nhá. Xuống. Rồi, tập được cái điệu này thì các bạn tập cho mình đánh một lần xuống ba lần lên, là điệu thứ tư. Một lần xuống ba lần lên. Xuống. Được chưa? Một xuống ba lên là điệu thứ tư. Rồi, điệu thứ năm bạn sẽ học ngoái tay, ngoái tay. Nếu mà bạn tập thường tập ngoái tay ấy thì chúng ta sẽ để cái tay nó vào giữa 6 giây và ngoái. Các bạn đánh như này này, bé lên to và nhanh lên chậm nhé. Đầu tiên là bé này, lên to nhanh lên chậm. Đấy. Đây là tập cho nó dẻo tay. Rồi đến bài số 5. Thì bài số 6 bạn sẽ vào điệu ballad cơ bản. Xuống xuống lên xuống lên xuống lên xuống. Đấy là điệu ballad cơ bản, nó chưa có ngoái tay. À, rồi điệu các bạn số 7 cuối cùng là điệu các bạn cần là được là đấy, bùm chát ngoái tay. Được chưa, các bạn hiểu chưa nhỉ? Đấy là từng bước một các bạn phải làm cho tay nó dẻo qua 6 bước. Các bạn nhớ 6 bước chưa nhỉ? 6 bước thứ nhất là bước 1 các bạn phải tập là bùm chát chát chát. Bước 2 tập là bùm chát bùm chát bùm chát. Bước 3 thì các bạn là xuống hất lên xuống hất lên. Bước 4 các bạn sẽ xuống. Rồi bước 5 các bạn học
ngoái tay đúng không? Rồi, bước 6 các bạn đánh điệu lát vang cơ bản. Rồi bước 7 các bạn đánh điệu bát có ngoái tay, ba lát có ngoái tay. Rồi, và điệu cuối cùng là điệu ba lát nâng cao đấy, thì các bạn sẽ đánh các hợp âm chặn, thì các bạn sẽ nhấc lên, tức là tay phải các bạn gần như không thay đổi, nhưng mà tay trái bạn đánh này bạn nhấc lên, nhấc nhả, nhấc nhả. Đấy. Hoặc nếu như bạn không đánh hợp âm chặn thì bạn dùng ngón út để đây. Tí. Thì đấy là hoàn toàn là cái cơ bản, nó đấy là hoàn toàn là cái điệu ba lát, nó khá là dễ, nó không có gì khó cả. Thì thường là nó khó thì chừng là đánh hợp trên cao là thôi. Đấy nó nhanh hơn thôi, nó không có gì cả. Ngắt nghỉ chậm rãi rồi giật giữ nó sẽ hay hơn. Thì các bạn cứ tập theo 6 bước của mình, mình tin là cái tay phải các bạn dẻo đấy, các bạn múa được chứ không phải là đánh được nữa nha. Thì đấy là cái chia sẻ rất đối bình thường của mình, nhưng mà mình muốn có cho bạn một số các bài hát như này để các bạn tập này. Thì đầu tiên các bạn học ấy, thì các bạn nên tập bài đầu tiên, đó là bài rất là hay tập ấy. Hay hát là bài chạm lòng con chúa ơi ai giờ này chạm lòng con để con không sang ngày bài đấy giờ bài chạm lòng con chúa ơi ngay giờ này đấy, mình đâu không hát là hát hơi không được chuẩn lắm. Thế là bài này là dễ nhất, là nó sẽ tập được cái điệu cái bước số 1, bước 2. Rồi thế thì các bạn khi bạn giỏi hơn một chút đấy thì các bạn đánh cho mình bài hiền vinh thuộc chiến ca. Chiến con mình quên nó là bài hiền vinh thuộc Giêsu, hiền vinh thuộc chiến con, cứu Chúa Giêsu vinh hiển xứng đáng tuôn vinh ngợi khen Giêsu ở trên ngôi ngàn và dân. Đấy thì mình hát nó không đúng tập, đúng tông giọng nó không hát đấy nhá. Thì đấy là cái bài số 3. Khi các bạn tập được bài này đấy thì các bạn nên hát bài ân Chúa dãy đầy mà Isaac anh chị sai anh hát ấy, thì là ân Chúa dãy đầy nhá. Xem là học âm là gì nhá. Dây đầy thì cái bài ân Chúa dây đầy này cũng là bài dễ và tương đối dễ nhá, thì nó cũng cơ bản thôi, nó sẽ tập cho bạn là cây hất lên như này. Hài lòng mong ước có Chúa Giêsu đấy, hãy hất lên nè trong tâm linh này đấy, lên xuống liên tục. Lòng mong ước Chúa chiếm hữu con sống trong đời con đấy, xin cho lòng đấy lên rất nhiều, cảm nhận được ơn cứu diệu lòng con đây chào dâng thánh linh đấy, các bạn thấy chưa, mình lên rất nhiều nhá, mình đang làm lại các bạn này vì cái lên là nó khó nên các bạn tập cái bài này cho mình. Lòng mong ước có cái đôi thay thơm hồ giờ này, để hàn gắn hết những anh thơ trong trái tim của con, với hy vọng đặt trong bàn tay của Cha Thiên Thượng. Hay không? Nguyện Chúa dẫn dắt đời con, Chúa ơi được sống trong Ngài, con chỉ ước muốn nào. Thôi hát sai tông rồi. Đấy chúng kia là tập cái đoạn đầu đấy, thì nó sẽ hất lên rất nhiều, thì các bạn tập được cái hất lên nhá. Thế thì còn cái bài nữa mình chia sẻ mà mình đã hướng dẫn cái bài này rồi, là bài Chúa yêu Ngài hơn cả mọi điều nhé.
Cái bài này mình đã làm hướng dẫn chia sẻ các bạn rồi đúng không nhỉ? Bài này các bạn xem lại cái video hướng dẫn của mình thì trong đó mình đã hướng dẫn rất kỹ rồi. Bài này mình đã hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao cho cái bài điệu ballad này, thì nó sẽ là Chúa. Bài này là các bạn ballad hoàn toàn cơ bản luôn. Chúa yêu Ngài hơn cả mọi điều. Đấy, ballad chuẩn luôn. Có nghĩa gì chuẩn ballad? Thế giới kia là chi? Xuống, lên xuống, lên xuống. Chúa, con nguyện yêu Cha hết lòng. Lên xuống, lên xuống. Đấy, đấy. Đấy là ballad hoàn toàn cơ bản, nó không cần phải rúi dây này. Nhưng mà các đoạn điệp khúc thì nó sẽ rúi dây. Nếu mà các bạn muốn đánh thật hay. Tình yêu Cha quá lớn, lớn nào hơn cả thiên đàng. Đấy. Thì thực ra nó không giữ dây mà nó là nhấp dây thì cái nào là bài này mình đã chia sẻ rồi. Thế nhá, thì đấy là những cái gì mà mình thể giúp đỡ các bạn. Nếu các bạn tập theo các bước của mình, tập theo những bài hát mình bảo ấy thì nó sẽ rất là tốt. Đấy, các bạn cứ làm đúng như gì mình làm, thì các bạn có muốn mình hướng dẫn cái gì thì mình sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn nhé. Thì có những bài hát ấy thì nó cũng là ballad, thế nhưng mà cách chơi nó như thế nào thì đôi khi chúng ta cũng phải học tập của nhau đúng không? Thì mình sẽ cố gắng giúp đỡ các bạn, nếu như bạn thấy mình thấy được cái bài hát nào hay hay mình sẽ chia sẻ các bạn. À, mình sẽ chia sẻ các bạn là có một cái bài hát như thế này, nó cũng rất là đầy đủ về cái ballad, đó là bài On the Heaven nhé. Bài On the Heaven, bài này rất là mạnh mẽ và nó cần chúng ta đấy. Nó cần chúng ta là đánh ballad chuẩn này một tí. Đấy, thì mình sẽ tra bài On the Heaven đấy, cả thế giới tụng ca chúc tôn ngài Hallelujah đấy. Để mình sẽ chỉ tính cái chord hoặc khẩu âm của nó. Rồi đây, bài On the Heaven. Holy, đây. Holy, holy are you Lord, the world that is filled with your glory. Bà lát rồi. Cái bài này là quá tuyệt đến cuối là bạn tập bài này. On the Heaven này, cái đoạn điệp khúc của nó sẽ cho chúng ta thể đánh được cái nâng cao. Let your face shine on earth and the world's window surely. Đấy, này như vậy. Tức là nó tạo ra rất nhiều cái hay ở trong cái bài hát này, bởi vì bài này nó làm mang cái chất thờ phượng rất là nóng cháy, là thờ phượng cuối rồi, thờ phượng cuối của chương trình thờ phượng rồi. Beautiful sound, God, every bird we sing, hallelujah to you, okay. Thì mình sẽ nói qua các bạn cái thứ tự để tập như vậy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn học cái bài này trong một cái video cụ thể. Mình sẽ tắt video này và sẽ hướng dẫn tạo một video cụ thể hướng dẫn các bạn hát cái bài này nhá. Ok nhá, và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo, video sau nhá.